cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con đón nhận một ngày mới với câu hỏi vang vọng trong đầu. Con sẵn sàng từ bỏ điều gì cho Chúa Giêsu để nên trung tín hơn với tình yêu mà Chúa dành cho con? Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Con chọn cách im lặng trước sự xúc phạm, một nụ cười trước một cử chỉ chưa đẹp, và trao tặng thời gian của con cho những người tìm đến. Xin cho con biết quên đi cái tôi của chính mình và chọn cách vâng phục. Con xin dâng lên Chúa những hành động nhỏ bé ấy để cầu nguyện cho ý chỉ tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con tạm nghỉ ngơi và kết nối trái tim mình với thánh tâm Chúa Giêsu. Con đã cho đi những gì ngày hôm nay? Con có rộng lượng cho đi nụ cười và thời gian của mình không? Dâng mình cho nước trời nghĩa là làm mọi thứ vì tình yêu, là đặt tình yêu thương vào mọi thứ mà con làm và quên đi con là trung tâm. Con đổi mới lời kinh dâng mình và làm điều đó vì những người lớn tuổi, những người mà ngay cả khi yếu ớt họ vẫn có thể trở thành một chứng nhân cứu độ ở những nơi mà họ hiện diện. Những người lớn tuổi, ngay cả khi họ đã già yếu, họ vẫn có thể trở thành một công cụ hữu ích trong lịch sử cứu độ. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Cha, xin cảm tạ Cha vì ngày sống đang dần kết thúc này. Con nhìn lại ngày sống từ lúc bình minh cho tới thời khắc hiện tại. Hôm nay con đã đặt trái tim mình ở đâu? Con có luôn sẵn sàng cho những công việc của Chúa? Xin cho con biết nhận thức thái độ phục vụ của mình và biết khiêm nhường trước anh chị em. Con có sống ngày hôm nay với tinh thần cộng tác cùng Chúa Giêsu trong sứ mệnh lòng thương xót của Ngài cho thế giới, trong môi trường sống hay trong đời sống thường nhật của mình chưa? Con đề ra một mục đích để trưởng thành hơn. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gộp phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.